Xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Trịnh Văn Mobile nha. Bên mình là chuyên mua bán, giao lưu và trao đổi điện thoại. Bên mình thì có hỗ trợ trả góp qua ngân hàng và hỗ trợ trả góp qua thẻ tín dụng nha. Địa chỉ là số 321 Tân Sơn, phường 15, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Trang fanpage của bên mình là Trịnh Văn Mobile, có để đường link dưới phần mô tả video. Số điện thoại liên hệ của bên mình là 0839 444 400. Số thứ hai là 06 con số 8748, số thứ ba là 05853 5 con số 0. Bên mình thì làm việc từ 8h30 sáng đến 8h tối nha. Chính sách bảo hành là 3 tháng, 1 đổi 1 trong tháng đầu tiên. Phụ kiện đi kèm theo máy là cáp sạc, một số máy có hỗ trợ tai nghe, một số máy thì không nha. Anh em nào mà ở xa có nhu cầu mua điện thoại bên mình thì vui lòng cọc cho bên mình trước phí ship nha. Bên mình ship hàng sẽ cho mọi người được kiểm tra máy, test máy trước khi thanh toán tiền. Ở thành phố Hồ Chí Minh thì mình có hình thức là ship nhanh nha. Mọi người nhận máy trong vòng 1 tiếng đồng hồ nha. Đầu tiên hôm nay mình giới thiệu cây Samsung Galaxy S20 Lite 5G nha, màu gray, 6.1 triệu nha. S20 Lite 5G thì chạy chip Snapdragon là 865 lút nha mọi người. Này, màu xanh nha, xanh ngọc, 6.1 triệu. Xiaomi Redmi Note 11S 5G nha, con này RAM 6 128 đẹp 99. Giá bán là 3.850.000 nha, Note 11S 5G. Con này là con Vivo V23 5G, RAM 8 128 đẹp 99 nha, 6150 V23 5G. Con này là con Vivo T1X nha, RAM 4964, con này thì mà mới vừa ra mắt nha, máy đẹp 99, giá bán là 2.950.000 nha, T1X. Samsung A33 5G, RAM 6 128 3 tháng 4 2023 nha. Giá bán là 4.5 triệu. A33 5G nha. Z Flip 3 5G, RAM 8 128, ngoại hình đẹp 98, hàng chính hãng nha. Z Flip 3 5G, giá bán chỉ có 9.9 triệu nha. Hàng chính hãng. Samsung Galaxy Z 43 RAM 12256, bản tháng 12 2022 nha. Máy đẹp 98, màu rêu, giá bán là 18.5 triệu nha. Z 43. Mình có màu đen cũng máy đẹp 98 luôn, màu đen thì đẹp hơn tí. Giá bán là 19 triệu nha, Z Fold 3 màu đen. Có hai màu. Oppo Reno 7 LTE máy đẹp 99 5450 nha. Reno 7 này thì mình có hai màu cam và đen. Oppo Reno 6 5G máy đẹp 98 nha, có trầy nhẹ, giá bán là 5.550.000. Reno 6 5G. Samsung A23 RAM 6 128 máy đẹp trang 99, giá bán là 3.550.000, bảo hành từ tháng 8 2023 nha. iPhone 12 Pro Max 128GB pin 90, máy đẹp 98 nha, 12 Pro Max hôm nay giá chỉ còn có 16.5 triệu nha mọi người. Con này là Oppo Reno 5 phiên bản Marvel nha, RAM 8 128 Reno 5 Marvel, giá bán là 4.5 triệu nha. Con là con Xiaomi Mi Redmi Note 10 Pro, RAM 8 128, giá bán là 4 triệu, màu đồng nha. Note 10 Pro, máy đẹp 99. iPhone 12 pin 84. Con này thì bản ZA nha, bản 2 sim vật lý, giá bán là 9350, máy đẹp 98. Vivo Y20 nha, RAM 4 128, ngoại hình 97, 2.050.000 nha, RAM 4GB Vivo. Realme 9i RAM 4 128, máy đẹp 98, 1.950.000 nha, Realme 9i. Samsung Galaxy Note 20 Ultra 2 sim hàng chính hãng nha, RAM 8 256, ngoại hình 99. Giá bán là 10.2 triệu nha, ngoại hình đẹp 99. Xiaomi Redmi Note 11 Pro nha, RAM 8 128, 5.150.000 nha, full box. Note 11 Pro 5.150.000 nha, màu xanh rất là đẹp nha. Z Flip 3 5G 10.2 triệu, máy đẹp 98 nha. Hàng chính hãng, Z Flip 3 5G 10.2 triệu. Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G nha, 5150. Màu đen nha. Note 11 Pro. Samsung Galaxy Z Flip 3 nha. Máy thì còn đẹp 98%, màu đen, Z Flip 3, RAM 8GB, bộ nhớ trong 128 nha, ngoại hình còn khá là đẹp luôn. Giá bán là 10.2 triệu nha. Mình có một cây nữa nha, máy cũng còn tương đối đẹp luôn. Đẹp ken luôn nha. Cây này thì giá bán là 10.350.000 nha. 10.350.000, Z Flip 3, máy đẹp ken nha. Tecno Bova 2 nha. Bova 2 này thì RAM 6GB, full box. Ngoại hình đẹp như mới luôn, bảo hành chính hãng còn rất là dài luôn. Cây này thì pin lên đến 7.000 nha, màn hình 6.8 độ phân giải Full HD. Màn rất là đẹp luôn. Pin cực kỳ trâu bò, màn hình rất là to. Giá bán của bên mình là 3 triệu nha. 3 triệu. Tecno Bova 2, RAM 6GB. Samsung A53 5G nha. A53 5G. Máy đẹp ken 99, không trầy xước. Trầy nhẹ, máy trầy nhẹ nha. Đẹp 98 thôi. Giá bán là 5.8 triệu nha. Samsung A53 5G, máy 98, 5.8 triệu. A53 5G nha. Xiaomi Mi 11T 8128. Máy đẹp 9899 nha. Mi 11T giá bán là 5.8 triệu full box nha. Mi 11T 5.8 triệu full box. Xiaomi Redmi K50 nha. K50 thì chạy chip Snapdragon là 8 Gen 1. Full box. K50 Gaming. Giá bán là 7.350.000 nha, full box. K50 Gaming này thì có tiếng Việt rồi nha. Con này thì đã chạy phiên bản của S4 GT rồi nha, full box nha. 7.350.000. Poco M4 Pro 5G 3.550.000 nha, M4 Pro 5G 3.550.000. Blackshot 4. Cái này thì không có phụ kiện zin nha. Blackshot 4. Cái này máy hơi trầy, 5.850.000 nha. Blackshot 4, 5.850.000 thôi. Samsung A23 nha, RAM 6 128, ngoại hình đẹp 98. Giá bán là 3.650.000 nha. A23 3.650.000 full box nha. Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G. Giá bán là 5150 nha, full box. Note 11 Pro 5G hàng chính hãng nha, vẫn còn bảo hành rất là dài luôn. 5.150.000. Bphone A85 5G. Con này cũng full box, màn hình cong nha, một con máy màn hình cong. Giá trải nghiệm 4.8 triệu nha, Bphone. Siêu hiếm luôn nha. Con này thì nói chung là máy cũ kiếm không bao giờ có nha, hiếm lắm. Winmax Aris nha, RAM 6GB. Máy đẹp 98, Aris. Full box 2.950.000 nha. 2.950.000 full box nha. Oppo A74. Cái này máy hơi trầy nha, 3.7 triệu nha, A74. 3.7 triệu thôi. Oppo A74. Oppo Reno 8 5G nha, máy đẹp ken. Giá bán là 8850 nha, Reno 8 5G. Mình có thêm màu vàng nữa nha, rất là đẹp. 8850 nha mọi người. Reno 8 5G. RAM 8, bộ nhớ trong là 256GB. Con này thì chạy chip Dimensity 1300 nha, chip khá là mạnh nha. Tiếp theo là Oppo Reno 6Z 5G. Con này mặt lưng nó hơi xấu nha. Mặt lưng này xài ốp nhiều, xài ốp nó hơi trầy nha. Giá bán là 3.4 triệu thôi. Reno 6 5G. Samsung Galaxy Note 10 nha. RAM 12GB. Bộ nhớ là 256GB. Mình bán đồng giá là 5 triệu nha. Mình có đủ màu luôn. Màu đỏ, màu bạc, màu đen nha. Đầy đủ. XS Max 64GB, con này pin còn 84, giá bán là 6.950.000. Samsung Galaxy Note 20 5G nha, 6.150.000, máy đẹp 98 nha. Note 20 5G thì mình có đủ màu luôn nha. Màu này là màu ray, màu này màu xám, và mình có màu đồng, màu đỏ nha, có đủ màu luôn. Samsung Galaxy Note 10 Lite 5G, con này đã lên 2 sim rồi nha, máy đẹp 98, giá bán là 6.400.000, Note 10 Lite 5G nha. Tiếp theo là Vivo U10, RAM 4GB, ngoại hình 97, 1.800.000 nha, U10. Vinmax Active 3, con này máy đẹp 99, giá bán là 2.300.000 nha, RAM 6GB, Active 3. Samsung Galaxy S20 Lite chính hãng 2 sim 5.200.000, máy đẹp 98 nha. Samsung A72, RAM 8 256 5250, A72 nha. Z Flip 3 18.5 triệu nha, máy đẹp 98, mình có cây đẹp hơn tí thì giá là 19 triệu. Đây, Z Flip 3 nha. Z Flip 3 thì dự giá rất là tốt rồi, hàng chính hãng hết nha mọi người, giá rất là rẻ cho anh em trải nghiệm. Z Flip 3, máy đẹp 98 nha, có trầy nhẹ, giá bán là 9.900.000, Z Flip 3 nha, rất là nhỏ gọn và đẹp. Oppo Reno 6 5G, Reno 6 Pro 5G nha, RAM 12GB, chạy chip Snapdragon là 870, giá bán là 8.550.000 nha. Reno 6 5G 8.550.000. Oppo A16K, RAM 3GB, bộ nhớ trong 32 nha, 2.200.000. Xiaomi Mi 11 Lite 5G Ne, RAM 8128, giá bán là 4.800.000 nha, máy đẹp 98 nha, có trầy nhẹ. Xiaomi Redmi Note 11S nha, 8128, 4.200.000, máy đẹp nha. Samsung S20 Lite nha, con này thì bản 1 sim, máy đẹp 98, cũng 5.200.000 luôn. Samsung Galaxy Note 10 5G màu hồng nha, 5.000.000, máy đẹp. Samsung S21 Plus nha, bản Mỹ nha mọi người, bản Mỹ, máy đẹp 99, giá bán là 9.000.000 nha. S21 Plus bản Mỹ thì xài được 1 sim vật lý và 1 eSIM, chạy chip Snapdragon nha, 888. Realme 9 nha, máy đẹp keng, 4.500.000, Realme 9 nha, rất là đẹp luôn, camera lên đến 108 chấm nha, màn hình OLED, 4.500.000 thôi. Samsung Note 10, con này màn hình lưu ảnh rất là nhẹ nha, nhìn không thấy luôn, 4.500.000 thôi. Poco M4 Pro 5G 3.400.000 nha, RAM 4GB, 3.400.000. Con này là con Samsung Note 20 Ultra phiên bản 2 sim. Nó ám rất là nhẹ nha, 9.650.000, 9.500.000 thôi. Note 20 Ultra chính hãng nha. Note 20 Ultra 5G. Cái này ám nhẹ luôn, rất là khó thấy, giá bán chỉ có 9.000.000 nha, mình giảm giá còn 9.000.000 thôi. Samsung S20 FE 5G. Con này màn hình nó cũng có lưu ảnh nhẹ nha, nó lưu ảnh mọi người nhìn không thấy đâu, nó rất là nhẹ luôn. Con này thì giá bán của bên mình là 4.800.000 nha, 4.800.000 thôi. Samsung A33 5G 4.500.000 nha, A33 5G. Realme 9i, giá bán là 3650 nha, Realme 9i 3.650.000 nha. Realme 9 thì mình có thêm màu đen nữa nha, màu đen này. Realme 9. Samsung A32, RAM 6128, 3450 nha, máy đẹp 98. Oppo Reno 7 5G, RAM 8256, 6.800.000 nha. RAM 8256, hôm nay còn 6.800.000. Samsung M53 5G nha, RAM 8 256, giá bán là 6.850.000, M53 5G. S20 Ultra 5G, RAM 12GB, 7.250.000, S20 Ultra 5G. Vivo V21 5G, con này lưu ảnh rất là nhẹ luôn, giá bán là 3.5 triệu thôi. Con này là con Vivo Y53s nha, RAM 8GB, 3.5 triệu nha, Y53s. Vivo V20 nha, máy 97, 3 triệu nha, Vivo V20. V20 thì RAM 8128 và chạy chip Snapdragon nha, 720, màn rất là đẹp luôn, màn OLED. Vivo Y21 nha, 2.5 triệu, Y21. Máy đẹp 99, 2.5 triệu. Vivo V20 SE nha. Cái này ngoài hình hơi trầy, giá bán là 2.7 triệu luôn nha, giảm giá còn 2.7 triệu nha. V20 SE 2.7 triệu thôi. Con này là con Vivo Neo 5 Lite nha, RAM 8 và chạy chip Snapdragon là 870 nha. Hôm nay mình giảm giá con này còn 4.8 triệu, 4.8 triệu nha. Neo 5. Vivo V23e, RAM 8128, máy đẹp 99, 3.850.000 nha. Cái là cái Vivo Y33s, giá bán là 3.5 triệu nha, máy đẹp Ken 99, Y33s nha. Samsung A13 nha, A13 thì mình có RAM 4 và RAM 6 nha, RAM 4GB giá bán là 3 triệu và RAM 6 là 3150 nha, A13 máy đẹp Ken. A52 nha, máy đẹp, giá bán là 4.5 triệu nha, máy đẹp. Vinmart Lite, con này mẻ kính một xíu nha, mẹ kính một xíu, Vinmart Lite, giá bán là 1.4 triệu nha, Vinmart Lite. iPhone 12 Pro Max đẹp Ken, hàng VN, 256GB nha, pin 84. Cái này máy đẹp 98 thôi nha mọi người, hàng VN máy đẹp 98 thôi, 256GB nha, 256GB. 12 Pro Max, giá bán của bên mình là 16.5 triệu nha, 16.5 triệu cho bản 256GB, pin còn 84 nha, pin nó thấp một xíu thì giá nó cũng tốt đi nha. Con này là con 11 Pro Max, ngoại hình hơi trầy nha, hơi xấu nha, giá bán chỉ có 9.8 triệu thôi, mình bao cho mọi người là máy zin nha, men zin màn zin. Samsung A33 5G màu đen đẹp Ken nha, A33 5G giá bán là 4.5 triệu, màu đen nhìn rất là đẹp luôn. Con này là con Xiaomi Redmi Note 11S, RAM 6GB. Con này camera nó có đốm nhẹ nha, đốm nhẹ thôi. Cái này chắc là nó bị vỡ cam người ta thay nha mọi người. Còn máy thì máy zin. Camera này đốm nhẹ nha. Đây, đốm rất là mờ luôn. Rất là mờ luôn nha, đây. Mờ mờ nè. Cái này thì giá bán của bên mình chỉ có là 3.150.000 nha, Note 11S 3150. iPhone XR đẹp Ken nha, đẹp Ken. Pin con này thì còn 93, XR giá bán là 5.350.000 nha, XR nha. Poco X3, con này RAM 6 128, ngoại hình lân nó hơi trầy nha, lân hơi trầy, giá bán chỉ có 3 triệu thôi nha, Poco X3. Y21S, camera lên đến 50 chấm nha, Vivo. RAM 6GB. Cây này thì ngoại hình hơi trầy, tầm 98 nha, 97 98. Y21S này giá bán của bên mình là 2.7 triệu nha, 2.7 triệu. Cái con này là con S20 Ultra nha, con này màn hình nó có chấm bằng rất là nhỏ luôn. Nhìn không thấy luôn nha. Đây, một tí thì tì thôi nha, đây. đây một tí nha mọi người. Thì giá bán con này của bên mình bán với giá là 6 triệu S20 Ultra 5G nha, chỉ có 6 triệu thôi. S20 Lite 5G 6 triệu 1, màu đỏ nha. Xiaomi Redmi Note 11 RAM 6GB, máy đẹp, giá bán là 3 triệu rưỡi nha, Note 11. Note 20 Ultra 5G, máy đẹp nha. Note 20 Ultra 5G, máy đẹp, 9 triệu 8. Xiaomi Redmi Note 11 Pro 4 triệu 7 nha, máy đẹp. Con này là con Xiaomi Poco X4 Pro nha, X4 Pro. Con này thì RAM 6128 X4 Pro. Giá bán của bên mình là 4 triệu rưỡi nha, X4 Pro nha. Cái này hơi trầy nhẹ nha, hơi trầy nhẹ, giá bán là 4 triệu tư thôi, X4 Pro 5G. Samsung A22 5G nha, máy đẹp 98. A22 5G này thì giá bán của bên mình là 3 triệu 450 nghìn nha, A22 phiên bản 5G. Oppo Reno 7 4G, mình có màu đen và màu cam nha, máy đẹp, hôm nay mình giảm giá còn 5 triệu 250 nghìn nha, Reno 7 LTE. XS Max 64GB, pin 82, giá bán hôm nay chỉ còn có 6 triệu rưỡi nha, XS Max. Vivo Y12S RAM 4128 2 triệu 3 nha, RAM 4GB, bộ nhớ 128GB. Reno 7 5G 8 triệu 8 nha, máy đẹp ke. Reno 8 5G chứ, Reno 8 5G. Xiaomi Redmi Note 11S, máy đẹp 99, RAM 8GB, 4 triệu nha. Mình giảm giá còn 4 triệu thôi. S20 FE 5G, bản Hàn Quốc nha, RAM 6128, chạy chip 865 cộng, 5 triệu 2, 865 thôi chứ không có cộng nha. 8 led lock nha, 64GB, pin 100 luôn. Giá bán chỉ có 3 triệu thôi nha, 8 led lock 3 triệu. XS Max 64GB, pin 82, 6 triệu rưỡi luôn nha, màu trắng. Rất là rẻ luôn. S20 Ultra 5G 7 triệu 250 nghìn nha, S20 Ultra 5G bản Hàn Quốc. XS Max 64GB, pin còn 100. Con này thì màn hình thay rồi nha. Màn hình này là màn hình OLED nha mọi người. Màn hình này là GX, màn hình xịn đó, 5 triệu rưỡi thôi nha. XS Max. A23 6128 3 triệu 550 nghìn nha, A23 86GB. A52S nha, A52 thôi, RAM 8128, máy đẹp ken luôn. Giá bán là 4 triệu rưỡi nha, A52. S20 Lite 5G 6 triệu 1, màu xanh rất đẹp nha. Oppo Reno 5 3750, Reno 5 nha, máy đẹp, 3 triệu 750 nghìn. Oppo A95, máy đẹp ken, 3850 nha, A95. Samsung A21s, RAM 6GB, hôm nay chỉ có 2 triệu thôi nha. Xiaomi Redmi Note 11, RAM 4128, máy đẹp 99, 3 triệu 1 nha, 3 triệu 1. Oppo A15 2 triệu 050 nghìn nha, máy đẹp 98, A15. Oppo Reno 7 5G, RAM 8256, máy đẹp 99, 6 triệu 6 nha, Reno 7 5G. Còn 6 triệu 6 giá đó, rất là rẻ này nha. iPhone 12 Pro Max ZA nha, pin 8. Pin con này còn có 78 thôi nha. Máy đẹp 99, pin 78, ZA là bản 2 sim vật lý nha. Giá bán chỉ có 14 triệu 6 nha, 12 Pro Max. Xiaomi Redmi Note 8 Pro, máy 97 2 triệu 4 nha, Note 8 Pro, ngoại hình tầm 97. Poco X3 Pro, RAM 6128, ngoại hình 99, 3850 nha, X3 Pro. iPhone 12, con này bản ZA là bản 2 sim vật lý luôn. Pin 83, giá bán là 9 triệu nha, iPhone 12. Nokia C20 1.450.000, C20 nha. Samsung Galaxy Note 20 2 sim 7.5 triệu, hàng chính hãng nha, máy đẹp Note 20. Con này là con Vivo V15, RAM 6128, giá bán là 2.2 triệu nha, V15, camera thuần thuộc 2.2 triệu thôi. Sony Xperia 5 nha, RAM 6128, máy 98, 3.2 triệu. Sony Xperia 5. Oppo Reno 5 5G nha, Reno 5 5G thì chạy chip Snapdragon là 765, máy đẹp 4.3 triệu. Reno 5 5G. Samsung A04s 3 tháng 10 2023, giá bán là 2.650.000 nha, mới ra mắt luôn. A04s giá rất là rẻ. Xiaomi Mi Note 10s, RAM 6128, máy đẹp 98, 3350 nha, Note 10s. S20 5G màu vừa ray 5.2 triệu. Mi 11 Lite 5G ne 4350 nha, máy trầy nhẹ. Mi 11 Lite 5G ne 4.350.000, giá bằng của Mi 11 Lite 4G thôi. Oppo Reno 6 5G, máy Ken 99, 5.9 triệu nha. Oppo Reno 8 5G 8.850.000, máy đẹp 99 nha. Reno 8 5G, máy rất là đẹp, con này chip khá là mạnh luôn nha. iPhone 12 Pro Max 128GB, pin 87 nha, máy đẹp 98. Giá bán là 16 triệu nha, 12 Pro Max. iPhone X hàng Việt Nam 64GB, pin 76, 4750 nha. iPhone 11 64GB, pin 82, màn hình nó có hơi trầy nha, 6.550.000 thôi, iPhone 11 nha. Vinmax Zoy 4, RAM 3 bộ nhớ trong 64, máy đẹp Play New luôn, 2 triệu. Zoy 4 nha, RAM 3 bộ nhớ trong 64GB. Con này còn S20 FE 5G, RAM 6128, ngoại hình 98, 5.2 triệu. Samsung A53 5G, bàn tháng 7 2023, máy đẹp nha, 5.750.000, A53 5G. Realme 9i 3.6 triệu nha, máy đẹp. Realme 9i, máy đẹp 99, 3.6 triệu. Mi 11 Lite 5G ne, máy đẹp 98, 4750. Oppo Reno 6 Pro nha, 5G, RAM 12 256, 8.5 triệu nha. Reno 6 Pro 5G. Samsung Galaxy Tab A7 Lite nha. Con này màn hình 8 inch, màn hình tràn luôn nha. Tab A7 Lite. Máy thì còn rất là đẹp nha. Giá bán là 2.650.000. iPad Gen 8 nha, 32GB, máy đẹp 99. Cái này thì giá bán của bên mình là 6.8 triệu nha, Gen 8. 6.8 triệu thôi. iPad Gen 7 32GB Wi-Fi nha. Cây này thì giá bán của bên mình là 32GB Wi-Fi Gen 7 nha, 5.9 triệu. Gen 7 32GB Wi-Fi. iPad Gen 6 32GB 4G Wi-Fi nha. 4G Wi-Fi 32GB Gen 6. Cây này thì giá bán của bên mình là 5.350 triệu. iPad Gen 6 Wi-Fi 4G 5350 nha. Tiếp theo là cái Lenovo Tab M10 LED nha. Độ phân giải màn hình là Full HD, RAM 4GB, 3.4 triệu nha. Lenovo Tab M10 LED, RAM 4GB, màn hình khá là to luôn, màn rất là đẹp nha. Những cái này thì loa cực kỳ ngon, hay, loa rất là hay nha. Loa con này thì âm thanh Dolby Atmos nha mọi người. iPad Gen 8 32GB luôn nha, 6.8 triệu, máy đẹp 99 nha, có hai màu. Xiaomi Redmi Note 10 RAM 4GB 264 máy 98 nha, 2.650.000 thôi. Redmi Note 10. iPhone 11 64GB 100% pin 100 luôn, 3 tháng 6 2023 nha. Máy đẹp 99 màu xanh, giá bán của bên mình là 8.9 triệu. S21 nha, 2 sim, máy đẹp 97, giá bán là 7.7 triệu nha. S21 5G chính hãng. Oppo Reno 7Z 5G nha, RAM 8128 máy đẹp 99, 5.9 triệu nha, 7Z 5G. Nứt bể gì nha. Này là cây Samsung Galaxy S21 5G máy đẹp nha. Ngoài còn đẹp 98%. Giá bán của bên mình cây này chỉ có giá là 8 triệu nha. S21 5G chỉ có giá 8 triệu, chính hãng 2 sim. Cái Realme C3i nha, RAM 2 bộ nhớ trong 32GB. Thì máy cũng có hơi trầy. Giá bán của bên mình là 1.550.000 nha, 1.550.000. 7Z 5G màu đen máy đẹp 5.9 triệu. Winmart Joy 4 nha, cây này thì hơi xấu nha, tính cam nó hơi trầy tí. Giá bán của bên mình là 1.850.000 nha, RAM 4GB 1.850.000. Xiaomi Mi 11 Lite 5G Ne nha, mình có 3 màu xanh, hồng và đen nha, máy đẹp 98, giá bán là 4.9 triệu. Samsung Galaxy Note 20 nha, Note 20 này thì cây này nó hơi trầy, nha. Cây này thì giá bán của bên mình là 7 triệu nha, 7 triệu Note 20. Con này là con Vivo Y55 máy đẹp 99 nha, Y55 RAM 8GB máy đẹp Ken 99. Y55 thì giá bán của bên mình là 4 triệu nha, máy còn rất là đẹp luôn. Con này RAM 8GB nha, Vivo Y55. Màn hình con này rất là đẹp nha, màn hình OLED màu sắc đồ cực kỳ tươi tắn luôn. Xiaomi Redmi Note 11. Note 11 thì mình có RAM 4, RAM 4GB là 3 triệu nha, RAM 6GB là 3.550.000 nha. Xiaomi Redmi Note 11. Xiaomi Redmi Note 10 nha. Note 10 thì mình có RAM 4GB, giá bán của bên mình là 2.650.000 Note 10 nha. Note 10 nha, RAM 4GB là 2650. Và con này là con Note 10S RAM 8GB màu trắng nha, mình có màu trắng và màu xanh. Giá bán là 3.750.000. Samsung Galaxy S20 Lite nha, màu xanh, máy đẹp, xanh này là xanh dương nha, 6.150.000 S20 Lite 5G. Xiaomi Mi 11 Lite 5G Ne nha, mặt lưng con này thì trầy nhẹ, giá bán con này của bên mình chỉ có là 4.7 triệu. Con này là con Vivo V20 nha, ngoại hình nó hơi trầy, con này thì màn hình nó có ám nhẹ nha, giá bán là 2.7 triệu. Vivo V20, con này thì sở hữu màn hình OLED, chạy chip Snapdragon 720. Con này là con Realme C11 1.550.000, RAM 2 bộ nhớ trong 32GB, C11 nha. Redmi 9A 1.550.000, cũng RAM 2GB, bộ nhớ trong là 32GB nha. Vivo Y55 nha, Y55 này thì trầy nhẹ nha mọi người, cây này thì RAM cũng 8GB, màn hình rất là đẹp nè, Y55 nè, hàng chính hãng nha, vẫn còn bảo hành rất là dài luôn. Y55, con này chạy chip rất là mạnh nha mọi người. Cây này thì giá bán của bên mình là 3.8 triệu nha, Vivo Y55. Xiaomi Redmi Note 8, con này thì RAM là 4GB, Note 8 nha, RAM 4GB, máy thì hơi trầy, tầm 97-98 nha, giá bán là 1.950.000 nha, con này chạy chip Snapdragon 665 nha. Oppo Reno 6 5G, cây này thì máy tầm 98 nha, có trầy nhẹ, 98 thôi, giá bán là 5.7 triệu nha, Reno 6 5G 5.7 triệu. Con này là con Samsung Galaxy A73 5G, máy đẹp keng 99 nha. A73 5G thì giá bán của bên mình là, con này là giá bán của bên mình là 7.150.000. iPhone 12. Một 128GB nè, con này bản Nhật nha, ZA bản Nhật 128GB nha. Giá bán của bên mình là 12.200.000, iPhone 12 nha, 128GB. Sony Xperia 5 nha mọi người, Xperia 5. Cái này thì giá bán của bên mình là 3.200.000 nha, 3.200.000 Xperia 5. Con này là con Realme 9i. Con này thì pin 5000, màn hình là 6.5 inch. Chạy chip Snapdragon là 665 nha. Giá bán của bên mình là 2.150.000, RAM 4GB nha. Vivo S1 nha. Cái này ngoại hình đẹp 98. S1 nha. Cái này giá bán của bên mình là 2.100.000, Vivo S1, RAM là 6GB, màn hình OLED nha. Samsung Galaxy S10 5G, máy đẹp nha, S10 5G. Giá bán của bên mình là 5.100.000 luôn, S10 5G nha. Oppo A95, máy đẹp, A95. A95 giá bán của bên mình là 3.800.000 nha, A95. Xiaomi Mi 11T, RAM 8GB, bộ nhớ 128, 5.700.000. RAM 8256 giá bán là 5.900.000 nha. Và mình có máy 98, máy trầy nhẹ, tầm 98 thôi nha, trầy nhẹ thôi. Giá bán là 5.500.000. iPhone 12. Máy còn rất đẹp nha. Hàng Việt Nam, iPhone 12 Việt Nam, pin cao nha, pin 9X luôn. Giá bán của bên mình là 11.200.000. Cái này cây Samsung A22 nha, máy đẹp nha mọi người, A22 máy đẹp. Giá bán của bên mình là 3.350.000. A22 máy đẹp. Samsung Galaxy S20 FE nha. 5.000.000, con này giá bán của bên mình là 5.250.000, S20 FE nha. Trầy nhẹ, 5250. Xiaomi Mi 11T Pro, Mi 11T Pro nha, máy đẹp. Cái này giá bán là 7.750.000, Mi 11T Pro. RAM 12GB, bộ nhớ 256GB nha, và chạy chip Snapdragon là 888. Vivo, con này cũng i53s nha, máy đẹp keng luôn, 3.700.000. Samsung Galaxy S21 Ultra 5G, máy đẹp nha, 12.500.000. Oppo Reno 7 LTE, máy đẹp, mình có hai màu đen và bạc. Giá bán là 5.500.000 nha, 5.500.000 thôi. Realme 8 máy đẹp nha, 3850, Realme 8 RAM 8GB nha, màu bạc, máy còn rất là đẹp nha. Samsung Galaxy M33 5G màu đen, 4650, máy 98, máy 99 là 4.800.000. Xiaomi Redmi 10 nha, con này mẻ kính nha, mẻ em xíu nè. Giá bán là 2.200.000, Redmi 10, RAM 4964. Samsung Galaxy A32 nha, RAM 6128, máy trầy nhẹ nha, A32. Cây này thì giá bán là 3.250.000. Vivo U10 nha, U10. Cây này ngoại hình hơi trầy nha, hơi trầy. 1.850.000 nha, U10. Xiaomi Redmi 10 nha, con này RAM 6128, máy đẹp 9899 nha. Giá bán là 3.000.000, Redmi 10 thì camera chính lên đến 50 chấm nha. iPhone 8 Plus. Con này camera nó có đốm nhẹ nha mọi người, đốm nhẹ nè. Đốm nhẹ nha, giá bán là 3.550.000, 8 Plus nha, pin 97. Tiếp theo là cây này, cây Redmi 9T RAM 6GB, ngoại hình thì đẹp 97 nha. Giá bán là 2.450.000, 2.450.000 nha, Redmi 9T. Xiaomi Redmi Note 8 nha, RAM 4GB, 1.950.000 nha, Note 8 RAM 4GB 1950. Xiaomi Redmi K50 nha, con này có tiếng Việt rồi. K50. Máy đẹp 99 nha, RAM 8 128, chạy chip Dimensity 8001, chip rất là mạnh nha. Giá bán là 6.550.000. iPhone XS Max. Sáu mươi bốn GB. Giá bán là 7.250.000 nha, XS Max. Samsung Galaxy A52s nè, máy đẹp keng. A52s giá bán là 5.250.000, 5.200.000 thôi. Xiaomi Redmi Note 11 Pro 4.700.000, máy đẹp, Note 11 Pro nha. Google Pixel 2XL nha, 2XL. Pixel 2XL máy đẹp nha. Tầm 98. Giá bán là 2.200.000. Xiaomi Redmi Note 9S RAM 6GB. Note 9S nha, RAM 6 128. Giá bán là con này hơi trầy trầy nha, hơi trầy trầy máy. Giá bán của bên mình cây này là 2.850.000. Note 9S. Con này là con Redmi 9C RAM 2 bộ nhớ trong 32, vỏ 6 nha. Kính camera có nứt nhẹ. Giá chữa cháy thôi. RAM 2 bộ nhớ trong 32, 1.250.000 nha, 1.250.000. Rồi anh em là có nhu cầu mua bán, giao lưu, trao đổi điện thoại thì cứ liên hệ trực tiếp đến bên mình nha. Anh em xem video cho mình like, share, chia sẻ, ủng hộ shop mình nha mọi người. Cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm và theo dõi video của mình ạ.